Mời các bạn đến với tác phẩm Cát Cháy của tác giả Thanh Quế. Phần 13. Hôm đó, Một đi trực trạm H4, trạm liên lạc đầu tiên của huyện và các xã nằm ở vùng giáp ranh. Thời gian qua, hành lang bị tắc, xã nào lo cho xã ấy. Bây giờ, sau một đợt căng thẳng, địch có chùng lại chút ít, đường dây đã được chấp nối. Từ sáng sớm, Một hòa vào đám các bạn gái đi mò cua, hái rau, để ra đường tỉnh lộ. Sau đó, Một đi hợp pháp qua các xã để đến vùng ranh. Một đi giữa buổi mai nắng vàng, đang giữa mùa, nửa tháng nay mưa cứ xối như trút. Suốt ngày, Một và các bạn, các anh du kích, người lũ uất sủng, hối hả làm mọi việc. Đêm về sum cũng không được ngủ yên, nắp sum che tăng, nhưng mưa cứ môi cát chảy vào, động nặng trên dải nhựa, để rồi bất chợt lại dội ào xuống người một đợt nước. Vậy mà hôm nay thiên nhiên như cũng bừng sáng lên, tô điểm thêm cho Một. Một mặc bộ quần áo màu nõn chuối, đi dép nhật, đội mũ nhựa trắng viền những vân xanh ở dành. Đó là những thứ mà chị Sáu Tròn cho Một lúc Một vào khu dồn để đi công tác hợp pháp cho dễ. Tóc Một tết đuôi sam, dáng nhí nhảnh, khác với bản tính trầm lặng vốn có thường ngày của Một. Cuộc đời có ít tuổi của Một sớm trải qua những khúc ngoặt cay đắng. Năm 9 tuổi, khi Một đang nhảy dây cùng với các bạn trong xóm, thì một quả pháo vô cớ của bọn Mỹ chụp xuống nhà giữa lúc cha mẹ đang nô đùa với đứa em trai 2 tuổi ở bên thềm. Một hay bảo rằng, từ đó, Một thường mơ thấy mình bị một trái cối rớt trúng đầu. Người chú ruột đem Một về nuôi, nhưng Một không ở được với người thím chanh chua, lúc nào cũng say giặt, cũng lườm hút từng miếng cá, miếng cơm. Một đến ở với các anh du kích, gặp đâu Một ăn đấy, tới chỗ nào thì Một nghỉ luôn ở chỗ ấy. Mọi người trong xã rất thương Một, mua sắm cho thứ này thứ nọ. Năm 10 tuổi, Một làm liên lạc chạy giấy tờ, đưa cán bộ đi hợp pháp giữa các thôn trong xã. Năm ngoái, Một xin làm giao liên giữa xã và huyện. Cán bộ, bộ đội, từ ở trên xuống, từ dưới lên, luôn gặp một cô bé mảnh khảnh, khuôn mặt tròn trĩnh, hay mỉm cười lặng lẽ. Tay xách một cái túi con rất đẹp, đựng mấy trái lựu đạn bên trong. Giọng nói thì đầy cương quyết, tự tin, luôn luôn đi phía trước, dắt họ luồn lách qua đồng bót của giặc lúc công khai, lúc bí mật. Có lần, Một đã ném lựu đạn vào bọn Mỹ phục kích để phía sau đoàn cán bộ chạy thoát. Có lần, Một giao túi cho một người đi sau, dáng tươi vui. A vào, hế lô với bọn Mỹ để các cô chú vòng sang đường khác. Một tự hào giấu kín trong thùng đại liên chôn dưới cát một tờ giấy khen của Mặt trận Giải phóng tỉnh vì đã cứu thoát cho bác Ba, bí thư tỉnh ủy, trong một lần bác đi công tác ở vùng Đông. Một, Ba và Thấn rất thân với nhau. Hồi Ba còn ở nhà, đêm đêm đi họp về, đi qua bãi Tha Ma, Một thường níu áo hai bạn, đi sau như một cái đuôi. Có khi Một đến ở nhà Ba mấy ngày liền. Việc hiểu lầm vào trước khiến cho hai đứa xa nhau, Một rất buồn. Một muốn gần Ba để mà làm lành, nhưng Ba lại tỏ ra lãnh đạm nên Một rất ngại. Cuộc gặp gỡ bữa nọ làm cho Một vui lắm. Một bắt đầu tết tóc cẩn thận, ăn mặc gọn gàng hơn, không lì xì như trước. Với cái tuổi 12, Một biết mắc cỡ khi gặp Ba, giả vờ xa lánh Ba. Nhưng khi vắng Ba, Một lại nhớ và muốn thấy mặt.
Một đến trạm hồi 4 giờ buổi trưa. Nói là trạm, nhưng chỉ là một cái chòi nhỏ nằm ở dưới lùm cây rậm, nhìn ra một con suối lớn. Đáng ra sau khi ăn mấy củ sắn với các chị ở trạm, nhận giấy tờ là một về ngay. Nhưng hôm nay, chị Tâm trạm trưởng bảo Một phải ở lại để mà đưa khách về đêm. Một bước ra bờ suối dạo chơi. Bỗng nhiên, Một nghe có tiếng người lao xao bên cạnh. Dưới một cái bóng cây gian bờ, có năm anh bộ đội đang ngồi ăn một thứ gì đó trăng trắng như là sắn giả. Có hai anh mặc quần áo niêm băng xanh đã bạc, còn ba anh thì mặc những bộ quân phục mới tinh. Một anh trẻ trẻ có khuôn mặt hồng hào như con gái dãy Một. Em ơi, lại đây ăn với tụi anh cho vui. Anh nhìn bộ quần áo của Một rồi hỏi: Em ở đồng bằng lên hả? Giờ em đi đâu đây? Em lên núi thăm ba em, giờ đang chờ giao liên để về. Một nói đùa. Anh trẻ trẻ cầm một cái gói như gói bánh ít đưa cho Một. Em ăn thử cái bánh ở chiến khu xem sao. Một lắc đầu. Một anh mặc quần áo niêm băng xanh đã bạc, có sẹo ở má, nói với em: Cái thứ dở trời ơi đó, ăn vào bụng nó cứ sôi sùng sục như nồi cám lợn, mà mời em gái cưng ăn làm gì? Rồi anh ta kéo chiếc gùi bằng bao bột mì lại gần, lục lục moi ra một phong lương khô đưa cho Một. Quà của miền Bắc đây, em ăn đi. Moi ở đâu ra mấy thứ này hả Hùng? Mấy bữa nay cứ giấu mãi. Anh trẻ ứa nước bọt nói: Đừng có mà mó vào, tớ phải xoay khổ lắm đó. Có một tay hậu cần thích cái dí có con đầm mắt ngắm mắt mở, tớ mới tán vào. Anh ta mới khoái tít quẳng cho mấy phong đây, tớ giữ có việc riêng đó. Anh ta nhắc Một: Ăn đi em. Một bẻ đôi miếng lương khô đưa cho anh trẻ trẻ một nửa. Ba anh mới vô hả? Ừ, mới tò te. Đi đường khó không các anh? Khó chứ, tụi Mỹ nó làm hung lắm. Nhưng mình đâu có chịu thua. Nó chặn một, mình đi 10. Pháo này, xe này, người này cứ ùn ùn tuôn vào miền Nam. Ta sắp làm ăn to đây. Các anh sắp làm ăn to, còn xã em thì còn tối lắm. Tụi nó cài ủi nè, dồn dân nè. Đội du kích với tụi em sống lẫn lúc khổ lắm. Anh bộ đội có sẹo ở má hỏi Một: Em ở xã nào? Xã Hờ anh à. Anh bộ đội trẻ có khuôn mặt hồng hào như con gái, mở to đôi mắt nhìn Một. Thật thế à? Dạ. Em cũng ở trong đội du kích thiếu niên chứ? Dạ. Trời đất ơi, dọc đường anh gặp một chị người xã em, kể chuyện về các em hay lắm, anh phục lăng. Anh lấy tay đấm vào trán như cố nghĩ ra điều gì. Chị ấy người cao to, khuôn mặt cũng xinh nhưng xanh lắm, tên gì anh quên rồi, khổ quá. Dạ chị Bãi, phụ trách đội chúng em đấy mà. Chị Bãi, đúng rồi, chị ấy là chị Bãi. Chị có nói tên mà anh quên. Anh chặt lưỡi. Tội chị ấy quá. Chị bảo chị ra Hà Nội để xin gặp bác, báo cáo với bác về thành tích và nguyện vọng của các em. Nhưng chắc không kịp rồi, bác đã mất. Một im lặng, nước mắt tự nhiên trào ra. Một đã giặt áo lau mắt rồi nói: Dạ, tụi em có nghe tin bác mất qua đài của chú Năm. Trời ơi, hôm ấy các em và các chú cứ ôm nhau khóc, chẳng ai muốn ăn uống gì. Việc tụi em đã làm có ăn thua gì đâu. Chị Bãi không báo cáo với bác cũng được. Tụi em chỉ buồn vì ngày thống nhất
mà bác không còn để vô thăm tụi em. Tụi em được thấy bác. Anh à, lâu nay tụi em nghĩ rằng mình cố diệt thêm bọn Mỹ, ngụy cho bác vui lòng. Tóc bác xanh lại, bác sống miết miết. Ai ngờ. Mấy anh em ngồi im một lúc. Anh có sẹo ở má bỗng nói. Ở dưới anh có một đứa em nuôi tên là thằng Hai. Nó cũng dũng cảm lắm. Khi các anh tập trung ở vùng 4, chuẩn bị đánh đồn Mỹ ở núi Non Nước. Anh nhìn qua một và hỏi. Em biết chứ, cái trận ấy có anh hùng Phan Hành Sơn đánh đó. Nó và các bạn lo cơm nước cho các anh khi các chị gánh các anh vào hang giấu quân. Vì các anh đi sẽ bị lộ thì tụi nó gánh vũ khí. Các anh đánh xong bị địch dây, chẳng hiểu cách nào mà thằng Hai với các bạn nó lại mò vào hang được, tiếp tế rồi soi đường cho các anh ra. Anh cười hỏi. Em có biết thằng Hai không? Xã em có nhiều bạn tên Hai lắm. Thằng Hai này là con của một anh hùng. Bố nó đi tập kết làm ở ngành chiếu bóng. À, em biết rồi. Con bác Trần Văn Giảng đó mà. Anh Hai ở cùng đội với em đó. Giờ nó còn ở dưới không? Ảnh đi lên tỉnh báo cáo thành tích rồi, xin đi bộ đội luôn. Tiếc thật. Còn thằng ba, cái thằng ấy là con của anh xã đội trưởng xã em. Nó cũng khá lắm. Nó cùng đi với thằng Hai làm mọi chuyện đó. Lúc các anh đi, nó xin theo. Nhưng các anh thấy đi nhiều nơi, không cho theo được. Nó khóc quá. Chắc sau này thế nào nó cũng đi bộ đội. Dạ, ảnh lên trên huyện rồi chán quá bỏ về. Chắc tại các bố lại bắt nó đi lèn xèn không hợp ý nó về chứ gì. Cái thằng đó cũng khá phải không em? Dạ khá. Một nói lý nhí. Anh xuống sẽ gặp nó chứ? Dạ, ảnh đang làm đội trưởng đội của em. Anh biết anh Thấn không? Biết chứ, cái thằng ấy cũng khá. Nó cũng ở trong đám thằng ba. Cha nó đi tập kết hồi nó còn ở trong bụng mẹ. Thế mà lúc nào nó cũng nghĩ đến cha nó. Anh vỗ vào đùi của anh bộ đội trẻ, rồi nói tiếp. Nó nghĩ đến cha nó, tức là nó nghĩ đến miền Bắc xã hội chủ nghĩa đó. Cậu thấy các em miền Nam nhớ miền Bắc ghê không? Anh quay sang một. Giờ Thấn còn ở xã không em? Dạ còn. Anh vốn làm đội trưởng, nhưng làm công tác bên trong nên anh ba tạm thay. Thế thì tuyệt rồi. Không có thằng Hai mà có các em là vui rồi. Anh đột ngột hỏi. Đội du kích của xã có đông không em? Dạ ít lắm. Vừa qua hy sinh nhiều quá nên chỉ còn gần có chục anh. Xã xin miết, huyện tỉnh không cho thêm người. Gần 15 anh chứ. Anh có sẹo nói hớm hỉnh. Đâu có anh. Một cãi lại. Có các anh nữa. Các anh mà về xã em. Một trề môi. Các anh lo đánh chỗ to chứ bộ. Các anh về dưới các em có cho ăn không? Tụi em nhịn hết cho mấy anh. Một cười tiếp. Mà anh nói đi chơi vậy chớ về xã em làm chi cho khổ. Các anh bộ đội cười vui vẻ. Các anh nói rằng các anh được phân công về xã của một là thật. Các anh đang đợi chờ bộ đồng chí Giao Liên đưa đi trong đêm nay. Nghe chị trạm trưởng nói, đó là một đồng chí rất dũng cảm, có nhiều mưu trí và được cấp trên khen thưởng. Phần 14. Chị Sáu nói với Thấn. Em à,
chị muốn bàn với em chuyện này. Hôm qua em vừa báo cho chị biết là bọn Mỹ Cáp đã rút bớt đi một nửa. Sáng nay các chị tổ bình dân cũng tin cho chị hay. Đại đội bảo an đóng ở thị trấn đã rút đi Hòa Vinh để giúp cho bọn địch ở đó cài ủi dồn dân rồi. Bọn hội đồng xã thì như chị em mình biết đấy, cứ sáng đến chiều về. Vậy là hiện nay ban đêm lực lượng địch có giảm đi. Trong khi đó, ở khu dồn này thì em biết rồi, chị em mình đã nắm được một số nghĩa quân, lính Mỹ, đã tập hợp được một số súng đạn, đã nắm được bà con. Biết ý của bà con là muốn được tự do đi về làm ăn, nhất là được gieo cấy cái vụ mùa lúa sắp tới. Tụi nó Mỹ dân được lúc đầu cũng chỉ gạo chi mắm, nhưng nay thì nó bỏ mặc. Nhiều gia đình hết tiền, hết gạo, chạy vay mượn bà con ở thị trấn. Nên chị thấy lúc này là lúc mà cần bàn với các anh du kích, phối hợp trong ngoài để mà đánh địch, trại dân ra. Dạ, em cũng thấy vậy. Nhưng sao không phá tành bành cái khu dồn luôn hả chị? Chuyện đó không phải dễ. Hiện nay địch còn mạnh, nó đang ở thời kỳ bình định nước rút. Nếu muốn phá khu dồn này thì ta phải phối hợp với các xã trong huyện, phá luôn những khu dồn khác ở những nơi khác, mở ra một mảng lớn kia. Mà ta thì chưa đủ sức. Phá xong dân về làng cũ, chúng nó lại dùng phi pháo càng quét, dồn đi dồn lại là càng khổ hơn. Bây giờ mình làm từng bước, mình chỉ phá cho lỏng kẹp thôi em à. Em thấy chị nói có phải không? Dạ phải. Vậy thì bây giờ em cầm cái lá thư này đem về cho chú Năm Hà. Trong thơ chị đã trình bày chuyện thằng Smith mà em đã nói. Chị có hỏi chú Năm rằng nên đưa nó về trong đó hay cứ để nó ở đây. Bữa nào một đi hợp pháp, đưa luôn lên căn cứ. Rồi chị thở dài nhìn Thấn mà nói tiếp. Thấn nói với chú Năm cho chị thăm sức khỏe nghe. Thấn cầm thư chị Sáu nhưng vẫn còn ngập ngừng, chưa bước ra khỏi nhà. Việc đưa thư về cô Sơn thì Thấn đâu có ngại gì. Thấn còn thích nữa là khác. Thấn muốn gặp bạn bè, gặp con Một lắm. Nhưng sao Thấn lại thấy ngập ngừng? Có một cái gì đó vừa tràn qua lòng Thấn, như muốn giữ chân Thấn lại, bảo Thấn đừng có đi. Cái gì đó làm cho chị Sáu vốn biết Thấn là người nhanh nhẹn, gan lì, hôm nay bỗng khác. Chị hỏi nhỏ: em đau hay sao mà em ngơ ngác vậy Thấn? Thấn đáp: dạ không, em cứ tưởng là em vừa quên cái gì. Thôi em đi nha chị. Thấn nói rồi bước ra ngoài cho chị Sáu yên tâm. Một ngọn gió mát vừa thổi qua khu dồn làm cho Thấn thấy tỉnh táo lại. Thấn hít một hơi dài và bất chợt Thấn nghĩ rằng mình hơi chần chừ, có lẽ do mình ngại gặp thằng Ba. Nó vốn là bạn thân, cùng công tác, cùng vui chơi. Nhưng việc hiểu lầm vừa qua làm cho hai đứa xa cách. Thấn buồn lắm. Mặc quần tẹt gan đen, áo màu xanh da trời, tay cầm ná bắn chim, Thấn gật đầu chào mấy thằng nghĩa quân quen gác ở khu dồn rồi bước ra cổng. Đúng ra Thấn có thể đi dọc tỉnh lộ một đoạn vào phía nam, rồi theo bờ sông Bãi Dài về Cô Sơn thì gần hơn. Nhưng đi như vậy thì chúng có thể nghi, nên Thấn đi ra phía thị trấn rồi rẽ theo con đường chính chạy giữa xã. Một tớp Mỹ đi ngược chiều với Thấn, người ướt lướt thước. Có lẽ chúng đi phục đêm qua bị mưa, giờ nắng lên quần áo đang bốc hơi. Thấn giơ tay chào rồi nói một tràng tiếng Anh làm cho chúng cười gian. Chờ bọn này đi xong, Thấn rẽ theo một con đường nhỏ ra phía cánh đồng, đi thẳng đến bờ sông Bãi Dài. Từ đây về Cô Sơn phải mất 3 cây số. Đang bước, Thấn bỗng dừng lại. Ngay trước mặt Thấn,
Một đám con gái quần áo lem luốc bùn đất, lưng đeo giỏ, cúi xuống một con lạch nhỏ hái bông súng, mò cua. Thẩn nghe tụi nó nói chuyện với nhau. Hoa ơi, hồi nãy sao mày dở thế? Cái thằng Ngụy nó hỏi mày. Tụi bay vô đây hái rau diếp tế cho cộng sản à? Mày nói, dạo này các ông không thí gạo nữa, cha mẹ tôi đang đói. Từ khu dồn tôi vô đây lấy rau bắt ốc về bán đổi gạo đấy. Tao thấy mày nói cũng được, nhưng sao lúc đó nó đá băng cái vỏ cua của mày xuống sông, mày không cắn vào tay nó mà ôm mặt khóc. Cắn à? Nó cho một bán súng thì bể sọ. Chớ sao bữa trước giữa chợ, một thằng nó giật cái hộp thịt của mày, mày lại đứng im. Cả bọn cười hí hí. Thắng bước đến. Chào các nữ đồng chí. Ôi, anh Thấn. Cả bọn reo lên. Anh mới vô à? Mới vô. Thấn trả lời, rồi đứng nhìn đám con gái mặt mày lem luốc, xanh xao, trông đến thương. Thấn biết các bạn ở cô Sơn khổ lắm. Trời ơi, giá như hồi sáng Thấn mua theo một gói kẹo thì hay biết mấy. Thấn nhìn lướt đám con gái một lượt nữa, chẳng thấy con một. Nó đâu hè? Có lẽ nó đi giao liên chăng? Thấn nghĩ rồi lắc đầu. Thôi, tìm người ta làm gì? Bây giờ người ta bám anh ba, chứ để ý chi đến mình nữa. Mình có ra gì đâu. Thấn ngượng cười, giơ tay ngoắc ngoắc các bạn rồi đi tiếp. Một lúc sau, Thấn đã đến giáp Cô Sơn. Đang ngơ ngác tìm đường vào Cô Sơn, Thấn biết ở đây có rất nhiều mìn, thì thấy thằng Mười từ sau một lùm cây nhô lên, đang cầm một khẩu AK. Đồng chí Thấn đấy à, về có việc gì đấy? Có thơ gấp cho chú Năm Hà. Mười khua quy lát lắc cắt, làm cho Thấn hết hồn. Dù là đội trưởng, đồng chí cho biết mật hiệu. Bãi dài. Được rồi. Mười hạ súng xuống. Tao sẽ đưa mày đi, chứ không mìn nó xây tái đấy. Thấn đứng ngay người ngay chỗ bước lên cồn. Chung quanh Thấn là những luống rau muống, những dòng khoai lang đã bắt đầu lên xanh. Thấn nói với Mười. Rau và khoai của tụi bay đấy à? Được đó. Đó là những vườn rau nuôi anh, dòng khoai tặng bộ đội du kích của đội ta đó. Mày thấy có khá không? Khá khá, tụi bay giỏi thiệt. Công của thằng ba đó, nó nghĩ ra cho cả đội làm. Người nói rồi dục. Ta đi thôi. Người dẫn Thấn đi theo một con đường nhỏ, lượn rồng rắn, qua những hàng chông, những bãi mìn. Có phải do không nắm được lực lượng của ta, do những thứ nằm im nhưng hung dữ trên cồn cát này mà địch không dám mò vô đây chăng? Thấn vừa đi vừa nghĩ. Đi được một đoạn, Mười chỉ cho Thấn xem khu xung. Mày thấy nhà ở của tụi tao được không? Tốt, thế này thì thọ được với pháo cối. Từ đây trở vô chỗ các anh ở không có gài mìn hay là chông đâu. Mày cứ nhẫn nhơ nhìn ngắm các thứ mà tụi tao làm cho khoái bụng. Mười nói tự hào. Nói chung đấy cũng là sáng kiến của đội ta, do thằng ba nó chỉ huy thay mày. Cái gì cũng thằng ba, Thấn nghĩ. Nó giỏi thật, lâu nay tụi nó làm được nhiều chuyện, còn mình thì làm ăn chưa ra sao. Bữa nay gặp ba, chắc nó phách lác lắm. Tự nhiên Thấn nổi tự ái. Thấn thấy ba hiện ra trước mặt, nói với nó. Các cậu ở khu dồn làm ăn chưa ra sao, xem tụi tao đi này. Thôi đi, Thấn cãi. Không có tụi tôi, các anh làm gì nắm được tình hình của địch? Chẳng phải tụi tôi lấy được súng, đạn, giấu trong khu dồn, chờ ngày phối hợp với các anh.
Chẳng phải tụi tôi vẽ sơ đồ khu non nước đưa cho các anh thì ai? Lần này tụi tôi còn lôi kéo thằng Smith đi theo ta nữa chứ. Nhưng có ít lắm, ba chế giễu. Thì ít, ai nói gì? Thấn đáp lại. Nhưng các anh đừng có chủ quan. Trong giây lát, Thấn thấy mình không thua kém gì thằng ba. Thấn hít một hơi thật dài, và bất giác Thấn lại nghĩ về cha. Bao giờ khi làm một việc gì, Thấn cũng tự hỏi, mình làm như thế này, cha có bằng lòng không? Có coi mình là đứa con ngoan của cha không? Cha Thấn đi tập kết hồi Thấn còn ở trong bụng mẹ. Thấn chưa hề thấy mặt cha dù chỉ trong một bức ảnh. Nhưng Thấn cứ tưởng tượng ra cha là một người tầm thước, có khuôn mặt sám nắng và hiền lành như chú Năm Hà. Biết bao lần Thấn bắt người mẹ bị tàn phế vì địch tra tấn kể về cha. Mẹ cũng không hiểu về cha nhiều. Cha đi bộ đội, về nghỉ mấy ngày, cưới mẹ rồi biển biệt xa. Mẹ kể bằng tình yêu của mẹ, có tưởng tượng thêm về một người chồng có nhiều tài năng, luôn luôn song sáo, khuôn mặt rám nắng, đôi mắt sáng rỡ, bao giờ cũng mỉm cười trìu mến với mọi người, như kể về một giấc mơ của mẹ trong những năm tháng chờ đợi. Mãi nghĩ, Thấn dấp vào một cái sợi dây văng là lạ trên mặt đất. Những tiếng reng reng nổi lên. Cái gì đấy Mười? Văng đuổi chi mà? Lạc hậu quá! Điện thoại đó! Mười mỉm cười, cầm một ống bơ lên và nói, alo, alo, có khách! Rồi quay sang Thấn. Ở chỉ huy sở, biết có ông vô rồi đấy. Bây giờ thì chung quanh Thấn nở rỡ lên tiếng đục cạch cạch, tiếng cưa rinh rít trong những lùm cây sau những trận càn phá của địch đã trỗi dậy. Thấn định hỏi Mười xem các bạn đang làm gì thì bất chợt nghe trong một lùm cây bên cạnh tiếng ồ ồ của đến. Anh Hùng ơi, bữa nay em cưa mền với anh, bữa nào anh phục xe cho em đi với nghe. Nhất định rồi. Một cái giọng bắt trầm trầm quen thuộc mà Thấn đã nghe. Sao bữa đánh thằng Mỹ Lết, anh cho thằng ba đi mà không cho em? Có tiếng cười nho nhỏ. Bữa đó thằng ba nó nói là nó biết chỗ có Mỹ Lết, nó xin dẫn các anh đi. Em còn biết hơn nói chứ. Ừ, lần này thì nhất định rồi. Anh à, em nói cho một mình anh nghe thôi. Đến im lặng rồi nói tiếp. Em á, có hàng chục quả lựu đạn, em lượm được nhưng em không trao hết cho các anh du kích. Sao vậy? Thế là em không thật thà rồi. Đưa cho các ảnh, các ảnh có cho em đi đánh giặc đâu. Thấn nhẹ nhàng bước đến sát lùm cây, hù một tiếng. Cả hai giật mình, đến chửi. Tổ cha mày! Còn anh Hùng thì nhìn Thấn chằm chằm, rồi chạy ra ôm chầm lấy Thấn. Thấn! Thấn! Anh cứ tưởng anh không gặp được em nữa. Thấn cười. Em á, thì em tưởng không được gặp anh thì có. Hồi đó anh bị thương, ngỡ anh ra bắt chữa rồi. Anh Hùng nháy mắt. Anh còn phải ở lại đây đánh Mỹ với các em nữa chứ. Thế hết Mỹ, anh về Bắc luôn à? Lúc đó chắc tụi em nhớ chết được. Về thế nào? Anh Hùng cười. Về rủ bà xã vô đây xây dựng xã hội chủ nghĩa với các em thì có. Vừa lúc ấy, từ trong một lùm rậm, chú Năm Hà lên lên bước ra. Thấn, mới vô đó hả? Tình hình ra sao rồi cháu? Dạ, có thơ của chị Sáu đây, chú xem sẽ rõ. Thấn móc thư đưa rồi nói thêm. Dạ, tình hình chuẩn bị tốt cả rồi, các chú đánh đi,
bà con mong về làm đồng lắm rồi. Chú Nam Hà cười, kéo Thấn vào một bụi giấm. Hai người thì thầm với nhau. Chung quanh Thấn, tiếng đục, tiếng cưa vẫn vang lên. Trong một phút, Thấn cảm thấy mình bị thiệt thòi quá. Các bạn thì làm đủ chuyện, còn mình thì suốt ngày cứ hế lô, hế lô. Rồi đây, tụi thằng ba nó sẽ xem thường mình cho coi. Chú Năm, chú nói với chị Sáu cho cháu về đây, ở khu dồn chán lắm. Cháu về sao được, ở đấy cần người như cháu hơn. Thấn nũng nịu. Rồi tụi nó cho cháu là nhát, trong cái ác liệt cứ ru rú ở trong khu dồn. Ai nói? Thì tụi nó, thằng ba. Chú Nam Hà đập tay vào vai của Thấn. Cái thằng, mày nghĩ sai hết. Có thể có một số bạn không hiểu hết việc của cháu, vì nguyên tắc bí mật thôi. Nhưng ba nó biết, nó đánh giá mày cao lắm. Nó bảo nên gọi mày về làm đội trưởng. Còn nó... Có thật không chú? Tụi con một, thằng đến, tụi nó có biết không chú? Biết nhiều lắm, nhưng không ai nói ra. Chú Nam Hà quay sang bên. À, để chú tìm thằng ba cho hai đứa gặp nhau. Hai đứa bay phải làm lành với nhau mới được. Thôi chú, bạn bè mà, có gì đâu. Lúc khác chúng cháu sẽ gặp nhau nhiều, nói chuyện với nhau nhiều. Cháu còn phải xin lỗi nó chuyện vào trước. Thấn cười. Chú viết thư đi, cho cháu mang về. Thấn vừa muốn gặp ba, vừa ngại gặp ba sẽ biết nói chuyện gì, nên từ chối. Nhưng Thấn và ba sẽ không bao giờ gặp nhau để làm lành với nhau được nữa. Trên đường về, qua cánh đồng, Thấn bị trúng một viên đạn du dơ của bọn Mỹ bắn. Thấn ôm ngực lảo đảo. Cánh đồng quang bỗng ngã nghiêng, con sông bãi dài chảy ngược lên trời. Những cái đốm nắng rung rinh như đàn bướm ngày nhỏ mà Thấn rình bắt cho một, in mãi ở trong mắt, quay cuồng trong bầu trời xanh rừng rừng của quê hương. Có một khuôn mặt người cha như khuôn mặt của chú Nam Hà hiện ra, âu yếm bảo: Con xứng đáng là con của cha lắm. Thấn khẽ gọi: Cha ơi. Rồi đưa tay về phía cha.